Quân ơi rồi phá hoại đường thượng uyển của nhà vua, mà mi cũng dám phá hả? Quái lạ, sao con chuột nhắt này có mùi thơm thế? Đúng, con chuột nhắt này đích thực tỏa ra mùi hương hoa hồng. Ôi, thật kỳ diệu, đúng là chuột quý. Chuột quý, ta sẽ dâng con chuột thơm này lên quý phi, thế nào quý phi cũng hài lòng mà trọng thưởng. Con chuột kỳ diệu tỏa hương như một đóa hồng, ta sẽ nuôi mì béo tốt để dâng lên mua vui cho hoàng thượng. Khải bẩm hoàng thượng, biết người việc triều chính luôn căng thẳng, nay thiếp có một món quà quý giá dâng cho người để người thư giãn ạ. Món quà quý ư? Có thứ gì quý giá mà hoàng đế trẫm chưa có chứ? Ái phi bật mí cho trẫm nghe xem nào. Cách đây 2 tuần, có kẻ hầu tặng thiếp một con chuột nhắt kỳ lạ. Nó có thể tỏa mùi hương như một đóa hoa hồng. Trong trời đất này, làm gì có con chuột nào lại tỏa hương thơm? Nó đích thị là một vật quý đó hoàng thượng. Ồ, nếu đúng vậy thì quả là vật quý xưa nay hiếm rồi. Vậy nó đâu? Cho ta xem. Dạ, nó đây ạ. Đúng, rất thơm. Con chuột này có mùi tinh dầu đàn hương, giống như mùi ở cung quý phi vậy. Mùi gỗ đàn hương ư? Thiếp tưởng nó có mùi hoa hồng chứ. Không, ta có thể cảm nhận được mùi đàn hương ngọt ngào từ con chuột này. Hay lắm, nhân dịp Tết Nguyên Tiêu sắp tới, ta sẽ đưa nó ra cho các quan đại thần cùng chiêm ngưỡng. Ta tạm thời giao cho ngươi chăm sóc chú chuột này tới Tết Nguyên Tiêu. Nhớ là không được để nó gầy đi một phân nào, nhớ chưa? Dạ, thần tuân lệnh. Mày ở nhà bếp cung đình sẽ không bao giờ lo đói, thưởng thức đủ sơn hào hải vị, như thế là sướng hơn tiên rồi đấy. Sao lại có cái lồng chuột ở đây nhỉ? Ừ, lạ thật, con chuột này có gì đặc biệt chăng? Đây, ta có vật quý muốn chia sẻ với các ngươi. Đây là con vật kỳ lạ có khả năng tỏa ra mùi thơm. Trong các quan, ai đoán đúng được mùi hương ấy là gì, ta sẽ trọng thưởng. Thần ngửi ra đây là mùi tỏi. Mùi tỏi? Không. Không phải mùi tỏi, mà là mùi hành, có cả mùi dầu mỡ và thịt quay nữa. Mùi tỏi rất rõ ràng mà. Không, con chuột này có mùi hành. Mùi hành là thế nào? Mùi thịt quay mà. Các ngươi có thôi đi không? Rõ ràng con chuột tỏa ra mùi đàn hương, các ngươi không ngửi ra ư? Thật là dạ bẩm, sự thật là như vậy ạ. Nó đây, xin hoàng thượng minh xét. Sao lại có chuyện này được chứ? Thái giám, người chăm lo thế nào vậy? Thưa hoàng thượng, mấy hôm nay thần để nó ở nhà bếp cung đình. Thần nghĩ để nó được hưởng những mùi vị thơm ngon nhất của các món ăn ạ. Nhà bếp ư? Đúng, hình như nó có mùi đồ ăn. Thế thì đúng rồi, thưa hoàng thượng. Thần nghe quý phi nói nó là con chuột trú ngụ trong vườn hồng, nên lúc đầu quý phi thấy nó có mùi thơm hoa hồng. Sau này vào phủ quý phi, lúc nào cũng ngát mùi đàn hương, nên con chuột cũng thơm mùi đàn hương. Nay nó được nuôi nơi nhà bếp, chỉ có mùi hành, tỏi và thức ăn, nên nó ám mùi ấy vào người đấy ạ. Ra con chuột này cũng giống như người vậy. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Ta chỉ mong con người ai cũng tìm được vườn hồng thơm tho và đẹp đẽ của riêng mình. Thầy gấu phân minh. Con chào thầy gấu ạ. Dạ chào thầy, tôi đưa thỏ con đến lớp ạ. Có gì thầy chỉ dạy thêm cho cháu. Dạ, thầy để con lau bảng ạ. Dạ, thấy thỏ con nói thầy dạo này hay bị ho, tôi có ít mật ong ngon biếu thầy để thầy chữa ho ạ. Cảm ơn cô thỏ, mẹ con cô thật tốt bụng. Là tiếng gầm của bác hổ, đi vào đây. Tha cho con đi mà. Thầy gấu đi rồi, tôi tin tưởng giao cháu nó cho thầy, cứ tưởng thầy sẽ dạy dỗ nó điều hay lẽ phải. Thế mà nó chỉ chuyên đi quậy phá rừng già, hung hãn bắt nạt các loài thú nhỏ hơn. Thế là thế nào? Chị cứ bình tĩnh, chúng ta từ từ nói chuyện. Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Các loài thú trong rừng đều đã dắt con đến tận nhà, phàn nàn với tôi về nó đấy. Thầy có biết tôi phải đối mặt vì nó thế nào không hả? Tất cả là tại thầy. Thầy gấu. Thầy gấu, tại sao con tôi theo học thầy mãi mà vẫn không bỏ được tật tham lam? Trời ơi, ai đời đi ăn liên hoan mà một mình nó xơi hết cả mâm của các bạn, làm tôi xấu hổ muốn độn thổ luôn à. Đâu có, con chỉ ăn có nửa mâm thôi mà. Lại còn cãi nữa à? À, thằng hổ con này cũng hay bắt nạt con tôi lắm nhé. Thầy phải tìm cách trị nó đi chứ. Con nhà chị thì hiền quá nhỉ. Thôi thôi, các chị bình tĩnh đã, đừng có cãi nhau nữa. Thầy gấu, thầy phải giải thích cho tôi. Nghe tiếng thầy trí tuệ nhất vùng nên tôi mới yên tâm gửi thằng cáo con cho thầy. Thế mà nó vẫn chứng nào tật nấy, khua môi múa mép, lừa gạt mọi người, nói dối không chớp mắt. Phải rồi, nó toàn lừa trộm hết đồ ăn vặt của cháu đấy. Trời ơi là trời, to xác mà toàn để nó lừa là sao hả? Con chỉ nói đùa thôi mà, con có biết nói dối là gì đâu. Con chối, cậu nói dối như cụi, lừa tớ trèo lên cây hái quả mấy lần rồi cưỡm hết quả chạy mất. Khỉ con đấy hả? Tại vì tớ thèm quá thôi, nhưng mà... Tớ đem chia cho sói con 10 quả thì nó lấy mất 9 quả rồi. Cáo con lại nói dối, cháu chỉ lấy có 8 quả thôi. Ôi thần rừng ơi. Còn thầy dạy dỗ khỉ con nhà tôi thế nào mà để nó suốt ngày trốn học, leo trèo nghịch phá cây rừng khắp nơi như thế. Nó sắp hái trọc hết cả quả dại trong rừng. Các bô lão đã mấy lần mắng tôi rồi đấy. Thầy gấu, thầy phải chịu trách nhiệm đi. Ôi thần rừng ơi. Thôi đủ rồi, các chị dừng lại hết đi. Hổ con, vì sao con lại hung hăng bắt nạt các bạn nhỏ yếu hơn? Con có biết thế là đất xấu không? Dạ có, nhưng mà mẹ vẫn bảo con, loài hổ chúng ta vô cùng dũng mãnh, loài nào nhìn thấy cũng phải sợ khiếp vía, và dặn con phải noi theo, không được làm xấu mặt loài hổ ạ. Cái này tôi... Rồi con, tại sao lại tham lam, ích kỷ với các bạn như thế? Con có biết đó là sâu lắm không? Dạ có, nhưng ở nhà mẹ vẫn dặn con là trâu chậm thì uống nước đục, không nhanh tay nhanh chân thì mọi người lấy hết phần ạ. Tôi... Thế còn cao con, vì sao lại hay nói dối, lừa gạt các bạn? Như thế là rất xấu, con có biết không hả? Dạ có, nhưng mà mẹ vẫn dặn con. Họ nhà cáo chúng ta nổi tiếng thông minh, lương lẹo, khéo léo và nhiều mưu trí nhất khu rừng. Mẹ lại dặn con phải phát huy trí tuệ và mồm mép họ nhà cáo. Cứ lừa được ai thì lừa ạ. Thầy... Còn khỉ con, tại sao con hay leo trèo quậy phá, bé cành vặt rồi ném lung tung như thế? Dạ có, nhưng ở nhà mẹ con dặn muốn khỏe mạnh, nhanh nhẹn thì phải chịu khó leo trèo, đánh đu như họ nhà khỉ chúng ta mới được. Con chỉ nghĩ là mình đang tập thể dục thôi ạ. Chuyện này... Thỏ con, ta cảm ơn con vì con đã giúp đỡ ta rất nhiều việc. Nào, hãy nói cho ta biết sao con lại biết những điều đó. Dạ, con học được điều đó từ mẹ con đó ạ. Mẹ luôn dặn con phải biết vâng lời, ngoan ngoãn, quan tâm đến các loài vật khác, biết chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Mẹ con cũng luôn làm như vậy, con rất yêu quý mẹ của con. Tôi chỉ cố gắng để con sống tự lập, sống có ích và được các loài vật trong rừng yêu quý thôi mà. Các chị thấy rồi đấy, các cháu chỉ là học và làm theo giống hết như lời nói và hành động của người lớn hàng ngày thôi. Bố mẹ các cháu chính là tấm gương để bọn trẻ học và bắt chước theo. Vì vậy, trước hết các anh chị phải là những tấm gương tốt cái đã. Hãy dạy bọn trẻ những điều tốt đẹp, đừng bôi đen chúng bằng những hành vi xấu hàng ngày. Chúng tôi hiểu rồi. Chắc mọi người đã nhận ra vai trò của gia đình trong việc giáo dục các em còn quan trọng hơn nhà trường rồi chứ. Mong các vị đừng bỏ mặc con em mình, giao phó toàn bộ trách nhiệm cho trường lớp. Hãy phối hợp với chúng tôi cùng giáo dục các con. Cảm ơn thầy gấu ạ. Cảm ơn thầy gấu ạ. Chiếc gậy xử án. Chít chít, chít chít chít. Quái lạ, lũ gà đâu hết rồi? Chít chít chít, chít chít chít. Từ trước đến nay, ở đây chưa từng có con vật nào bắt gà cả. Vậy thì đích thị là có kẻ trộm rồi. Trên cái quả đồi con này chỉ có 4 mái nhà, làm gì còn ai khác nữa chứ. Chắc chắn thủ phạm chỉ ở quanh đây thôi. Cái tên đó lúc nào cũng ghen ăn tức ở với mình. Lẽ nào người này nhìn cũng rất gian xảo, có khi là hắn cũng nên. Anh chàng này hay sang nhà mình chơi, cũng xởi lởi tốt tính. Chắc là không phải rồi. Vậy thì chỉ còn hai anh chàng kia là đáng nghi. Nhưng là kẻ nào mới được chứ? Làm thế nào để tìm thủ phạm bây giờ? Thưa quan phủ, xin quan hãy giúp con. Nhà con chỉ có mỗi một đàn gà, vậy mà có kẻ tham lam lấy trộm mất. Xung quanh nhà con chỉ có 3 người hàng xóm. Con rất nghi ngờ bọn họ, nhưng con không biết làm thế nào cả. Vậy nghĩa là ngươi nghi ngờ những người hàng xóm, nhưng không biết đích xác là ai đúng không? Dạ vâng. Nhưng con chỉ thấy có 2 người là đáng nghi thôi. Còn một người thì chắc là không phải, vì anh ta cũng có vẻ hiền lành. Thôi được, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ giúp. Sao quan phủ lại gọi chúng ta đến đây nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Các người có biết vì sao ta cho gọi các người đến đây không? Dạ không ạ. Hàng xóm của các ngươi vừa bị mất một đàn gà, và kẻ ăn trộm được nhận định là một trong 3 người các ngươi. Ai là thủ phạm thì tự giác nhận tội đi, tội sẽ được giảm nhẹ. Sao lại có chuyện đó được? Đúng vậy, chúng tôi là người ngay thẳng, tại sao phải đi ăn trộm chứ? Chúng tôi vô tội, làm gì có chứng cớ gì mà buộc tội chúng tôi? Không ai nhận tội à? Thôi được rồi, bây giờ ta sẽ phát cho các ngươi mỗi người một chiếc gậy, chúng có độ dài bằng nhau, hãy mang về, sáng mai lại mang đến đây. Gậy ư? Để làm gì vậy? Xét xử gì mà dùng toàn gậy với gọc, kỳ quái thế cơ chứ. Những chiếc gậy này là những chiếc gậy đặc biệt, ta đã niệm thần chú, kẻ nào tham lam, chiếc gậy sẽ dài thêm 1/4, nó sẽ ở với các ngươi qua một đêm. Ai là thủ phạm, chiếc gậy sẽ tự dài ra. Thật chẳng ra làm sao. Mệt quá, mình có làm cái gì đâu mà sợ, ngủ giấc đã. Chết rồi, làm thế nào bây giờ? Chỉ còn mấy tiếng nữa là trời sáng rồi. Chẳng biết cái gậy đó có thần kỳ như thế không nữa. Nhỡ mà nó dài ra thì mình toi mạng. Hay là mình vứt cái gậy này đi, thay bằng cái khác. Không được, đó là gậy đặc biệt của quan. Thay cái khác, quan phủ phát hiện ra ngay. Xem nào, xem nó dài ra chút nào chưa. Làm thế nào. Buồn ngủ quá. Đúng rồi, ta chặt ngắn bớt đi, đến lúc nó mọc dài ra là vừa. Thế mà không nghĩ ra sớm. Sao gậy của anh ta lại ngắn như vậy? Các anh là thủ phạm nên gậy của các anh dài ra thì có. Bay đâu, hãy mau bắt người có cây gậy ngắn nhất lại cho ta. Sao lại thế? Chẳng phải quan phủ bảo ai ăn trộm gậy của người đó sẽ dài ra sao? Làm gì có chiếc gậy nào thần kỳ như thế chứ. Nó sẽ không tự nhiên dài ra hay ngắn lại, mà là do người lo sợ bị dài ra nên đã cắt bớt đi mà thôi. Xưa nay bao giờ có tật cũng giật mình mà. Hả? Trời, hóa ra lại chính là người mình không ngờ nhất. Xin đa tạ quan phủ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé. Ăn thịt gà trống. Chào anh gà trống, tiếng gái của anh thật là hay. Chào chú nhận xét rất tin tưởng đấy. Tiếng gái của tôi là hay nhất họ nhà gà. Không ai có thể cất tiếng vang mà lại giòn giã như tôi cả. Đúng, anh lại rất chăm chỉ nữa chứ. Dậy sớm hơn cả mặt trời. Ngày nào anh cũng cất tiếng gọi mọi người thức giấc. Anh thật là tuyệt. Tất nhiên rồi, ngay cả tôi cũng thấy tôi thật là tuyệt vời. Mặt trời ngày nào cũng phải nghe tôi cất tiếng gọi thì mới tỉnh giấc mà nhô lên. Thật tầm thường. Không, không phải thế đâu. Anh nói ngược rồi. Mặt trời luôn mọc rất đúng giờ. Là anh cất tiếng để chào đón mặt trời lên mới đúng chứ. Không, là tôi đánh thức hắn để hắn nhô lên đấy. Sự luân phiên liên tục giữa ngày và đêm một cách nhàm chán đó là nhờ có tôi. Không, không phải đâu. Sự luân phiên giữa ngày và đêm, đó là một điều kỳ diệu của tự nhiên chứ. Hứ, chú thật là thiếu hiểu biết. Mà kệ chú, tôi không thèm nói chuyện với chú nữa. Ôi, Cáo. Chào bạn gà trống. Nhìn bạn thật là bảnh bao. Ngươi muốn ăn thịt ta chứ gì? Vậy thì cố mà trèo lên cái cây này đi đã, nhé. Bạn làm gì mà hung dữ quá vậy? Bạn biết rõ là tôi kém cỏi, không thể trèo cây được mà. Vả lại, tôi cũng không ăn thịt ai nữa đâu. Đừng có vờ vịt nữa. Quanh đây, còn ai không biết ngươi dẻo mồm dẻo mép, chuyên đánh lừa con mồi để ăn thịt. Bạn hiểu lầm rồi. Tớ chỉ đánh lừa con thú ăn thịt hung dữ để thoát thân thôi. Tớ đã chuyển hẳn sang ăn cỏ từ lâu rồi mà. Vậy cậu đến đây làm gì? Chả là từ lâu rồi, tớ rất là ngưỡng mộ cậu. Tiếng gái của cậu vang đến tận bầu trời, đánh thức cả vạn vật trên thế gian. Đến bầu trời kia cũng phải ảm đạm, thất sắc trước tiếng gái của cậu. Tất nhiên tiếng gái của tớ rất tuyệt vời. Nhưng cậu nhầm rồi, bầu trời nhàm chán kia sao có thể đem so sánh với tiếng gái của tôi được. Ồ, bầu trời là cái gì đối với tôi cơ chứ? Một khoảng không gian bé tẹo, với những đám mây tù mù và xấu xí, những ngôi sao chen chúc nhau đến nghẹt thở. Nhưng mặt trời chiếu sáng cho cả muôn loài. Hứ, tên lười nhác đó hả? Ngày ngày đều ló mặt ra được một lúc. Rồi chưa đến tối, hắn đã lặn mất tâm rồi. Mà không có tôi cất tiếng đánh thức hả? Thử hỏi, hắn có biết giờ giấc mà nhô lên không? Đúng thế thật. Thế mà lâu nay tôi không biết cậu lại thú vị như thế đấy. Một ngày nào đó, tôi sẽ bay qua cái bầu trời này, mổ cho tên mặt trời lười biếng kia một trận cho hắn biết mặt. Ồ, một ý tưởng tuyệt vời làm sao. Với bộ cánh to và khỏe kia, cậu dư sức để bay qua bầu trời bất cứ lúc nào mà. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi sẽ bay lên ngay lập tức. Ôi, mình mỏi quá. Con gà dại dột, bữa ăn ngon lành của ta đây rồi. Ta chỉ tâng bốc mày thôi. Sự tâng bốc luôn dễ dàng lừa được kẻ ngạo mạn hổn hỉnh như mày. Trời ơi, thế là chỉ vì tính ngạo mạn mà mình đã mắc mưu con cáo già này. Ta chỉ là con cáo đỏ. Hôm nay ta bắt được con gà nhỏ. Tôi vừa được nghe một giọng ca thật là tuyệt vời. Nếu trước khi vào bụng anh mà được nghe lại một vài lần nữa thì tôi không còn gì để nuối tiếc nữa rồi. Được, tao sẽ hát cho mày nghe lần cuối vậy. Ta là một con cáo đỏ. Hôm nay ta bắt được con gà nhỏ. Hay quá, hay quá. Thật là tuyệt. Hãy hát to hơn nữa đi anh cáo. To nữa, to hơn nữa đi. Ta là một con cáo đỏ. Hôm nay ta bắt được con gà nhỏ. Con cáo kia, thả ra trống ra ngay. Ôi, chó. Nguy to rồi. À, thì ra là mày dám lừa tao hát to lên để gọi chó kia tới hả? Ta chỉ tâng bốc mày thôi. Sự tâng bốc luôn dễ dàng lừa được kẻ ngạo mạn hổn hỉnh như mày. May quá, cậu chưa bị nó ăn thịt mất. Cảm ơn bạn. Đây đúng là một bài học lớn cho tôi. Không bao giờ được tin những lời đường mật và tâng bốc của kẻ gian. Từ nay, tôi sẽ không dám ngạo mạn, hổn hỉnh như thế nữa. Thỏ con ham chơi. Bây giờ mẹ ra ngoài kiếm ăn, con ở nhà ngoan nghe chưa? Dạ, con biết rồi thưa mẹ. Ngoan lắm. Hôm nay mẹ phải đi xa nên chắc đến tối mới về. Con phải tuyệt đối ở yên trong nhà. Dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, con cũng không được mở cửa, nghe chưa? Dạ, vâng ạ. Con phải nhớ lời mẹ dặn đấy. Khi nào mẹ về mới được mở cửa, nghe chưa? Con biết rồi mà. Con sẽ khóa cửa cẩn thận, mẹ đừng lo. Chán quá đi mất. Mẹ đi đến chiều mới về. Thế là cả ngày hôm nay phải ở nhà một mình rồi. Mẹ bảo không ra ngoài, vậy mình mở cửa sổ nhìn ra có sao đâu. Bên ngoài có gì nguy hiểm đâu mà mẹ lại cấm mình thế nhỉ? Thỏ con ơi, ra ngoài bắt bướm đi, bên ngoài vui lắm. Ôi, bắt bướm à, thích thế. Nhưng mà mẹ dặn mình rồi, phải ở trong nhà không được đi đâu cả. Vậy thì thôi, tôi đi một mình đây. Kìa, ở lại chơi với mình đã. Chán quá, sao mẹ lâu về thế không biết. Chán quá, sao giờ mẹ vẫn chưa về. Biết thế mình đi chơi cùng Sóc cho rồi, ở trong nhà chán chết. Tiếng gì thế nhỉ? Hình như là tiếng phát ra từ bụi cây kia. Sao bụi cây lại biết di chuyển thế? Lạ thật, mình chưa từng thấy bao giờ. Mình phải ra ngoài xem đó là cái gì mới được. Nhưng mẹ đã dặn là không được ra ngoài. Nhưng mà mình chỉ ra ngay ngoài cửa, chứ có đi đâu xa mà sợ. Chắc không sao đâu. Trời ơi, hình như là tiếng của thỏ con. Bữa tối của ta đây rồi. Cứu con, cứu con, cứu con. Trời ơi thỏ con, mau thả con ta ra. Mẹ ơi, cứu con. Có trời mới cứu được nhà ngươi. Chạy, chạy nhanh thôi con. Con không sao chứ? Con không sao, mẹ đang chảy máu kìa. Mẹ không sao, may là mẹ về kịp, nếu không thì... Mẹ ơi, con xin lỗi, tại con mà mẹ ra nông nổi này. Con đã không nghe lời của mẹ. Lần sau phải nhớ lời mẹ nghe chưa? Con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nên không thể ra ngoài một mình được. Con hiểu rồi. Mua 1 chuột 5. Chà, nắng nóng quá. May quá, ngồi kia nghỉ tạm một lúc cho đỡ mệt rồi về. Chà, mát thiệt. Hả? Cái thằng rách rưới tả tơi kia ở đâu ra mà dám tới cổng nhà ông ngồi ngủ thế? Nhà ông chứ có phải cái chợ đâu mà thích ngồi là ngồi, thích nằm là nằm. Này thằng kia, ai cho mày ngủ ở gốc cây nhà ông thế hả? Sao ông lại quát tôi? Mày còn cãi nữa à? Đất này là đất nhà ông, cái cây này là cây của ông. Ai cho mày ngồi đấy hả? Thôi được, nếu ông đã nói vậy thì tôi đi. Đứng lại, ai cho đi mà mày đi? Mày nằm ngủ dưới bóng cây nhà ông, muốn đi thì phải trả tiền ông đã. Hả? Trả tiền? Ngồi dưới bóng cây mà cũng mất tiền sao? Ồ phải đây, sao lại vô lý thế chứ? Đừng có mà ức hiếp người như vậy. Lại không à? Cây của ông, bóng cây đương nhiên cũng là của ông. Mày ngồi nghỉ dưới bóng cây, khác nào thuê chỗ ngồi ngoài chợ bán hàng. Không trả tiền mà được chắc. Mau đưa 1 đồng đây, rồi thích đi đâu thì đi. Lão phu ông thật quá quắc. Thật xấu hổ, đúng là kẻ keo kiệt, tham lam nhất vùng. Ông ta cố tình bắt chẹt mình đi mà. Quá quắc lắm rồi. Thôi, ông nói cũng phải. Thôi thế này đi, ngày nào tôi cũng phải đi làm đồng qua đây, nên cũng muốn có chỗ ngồi nghỉ một lát cho đỡ nắng. Nếu ông đồng ý, hãy bán lại cái bóng cây này cho tôi. Tôi sẽ trả ông hẳn 10 đồng. Ông thấy sao? Ừ hả? Anh ta điên rồi sao? 10 đồng? Thằng này ngu thật, mình tưởng chẹt lấy nó 1 đồng, ai vậy nó còn định cống cho mình cả 10 đồng. Có mỗi cái bóng cây thì làm được gì chứ? Cái cây thì vẫn là của mình cơ mà. Nó thích mua thì ta bán. Được, 10 đồng. Ông bán cho mày cái bóng cây. Nhưng nhớ chỉ là cái bóng cây thôi đấy. Cấm mày được động gì tới cái cây của ông. Đồng ý thì đưa tiền đây. Bà con cô bác làm chứng. tôi đã mua cái bóng cây của ông Phú Ông với giá 10 đồng. Từ nay trở đi, cái bóng cây này là của tôi. Tôi sẽ giao tiền, còn ông phải viết giấy. Được, viết thì viết. Ồ, anh ta làm sao thế nhỉ? Tự nhiên bỏ ra 10 đồng mua cái bóng cây làm gì cơ chứ? Hey, thật chẳng hiểu nổi. Ông ơi, nguy rồi. Sao, có chuyện gì mà làm như trái nhà vậy? Bẩm ông, có mấy người ngang nhiên vào sân nhà ta, trải chiếu ngồi. Con đuổi mãi mà họ không chịu đi. Sao, kẻ nào mà láo thế? Các người ở đâu đến? Ai cho vào nhà ông ngồi ung dung thế này? Ồ, Phú ông nói gì vậy? Ông quên mất lúc trưa tôi đã mua cái bóng cây này của ông rồi sao? Giờ tôi ngồi dưới cái bóng cây của tôi hóng mát thì có gì mà sai chứ? Mày... Các bác ơi, chúng ta lại dịch một tí vào hiên nhà cho mát đi. Ừ, đi nào. Trời ơi, mấy người định làm gì thế này? Thôi, tôi trả lại anh 10 đồng, tôi không bán cái bóng cây này nữa. Sao lại có 10 đồng chứ? Giờ nếu ông thích thì tôi bán lại cho ông 50 đồng. Những 50 đồng? Sao đắt thế? Trời ơi, sao lúc trưa mình lại không nghĩ ra việc này chứ? Thì lúc ấy ông còn mãi nghĩ về 10 đồng, đâu còn nghĩ được điều gì nữa. Nếu ông chơi đắt thì thôi, tôi không bán nữa. Để đấy chiều nào mấy anh em tôi cũng ngồi chơi cờ cho vui. Phải đấy, kiếm đâu ra được khoảng sân vừa rộng vừa mát thế này chứ. Trời ơi, không, 50 đồng tôi cũng mua. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé. Nhỏ nhưng có vỏ. Các ngươi hãy đi tìm một cái hang đá gần đây để tạm trú, rồi bảo nhau bằng mọi giá phải giữ được rẫy bắp làm của riêng của ta. Tuân lệnh đại vương. Lũ châu chấu ấy đến tranh miếng ăn của chúng ta đấy. Chúng đông quá, phải đến cả vạn con ấy. Chúng đông thì đông thật, nhưng bé không bằng cái lông của ta. Mau ra đuổi lũ châu chấu ấy đi cho ta. Lũ châu chấu cỏ kia, mau cút khỏi rễ bắp này ngay. Đây là lãnh địa bất khả xâm phạm của chúng tao. Các anh kiếm ăn, chúng tôi cũng kiếm ăn. Người nào lo phận riêng của người ấy. Huống chi chúng tôi tới rễ bắp này đã ngót nửa tháng nay rồi, đâu thấy các anh. Nhà của các anh ở trong rừng kia, sao rễ bắp này có thể là lãnh địa của các anh được? Giỏi lắm. Bọn mày to chưa bằng cái lông của chúng tao mà dám dở giọng lý sự à? Tao nói đâu là nhà của tao thì đấy chính là nhà của tao, hiểu chưa? Các bác đã nói vậy thì chúng tôi sẽ không ăn lá bắp ở đây nữa. Chúng tôi sẽ chuyển tới những bụi lau ở xung quanh rễ bắp để ăn lá lau vậy. Biết thế là tốt đấy, mau cút đi ngay. Sao đại vương ta lại có thể tin bọn châu chấu ma đói này thế nhỉ? Nếu thừa lúc ta sơ ý, cả đàn châu chấu bay lại, lén lút tranh ăn lá bắp thì ta biết đâu và có thì giờ đâu mà canh giữ. Đúng thế, hàng vạn con chứ không phải ít đâu. Chúng chỉ rào rào một lúc thôi thì cả nương sẽ trụi hết lá ngay tức khắc. Các người nói phải lắm. Đã vậy ta phải đuổi chúng đi xa hẳn cho đỡ bực mình và lo lắng. Và lại nghĩ khác, bầy châu chấu đã lui tới bãi lao, đã dĩ hòa vi quý với chúng ta rồi. Chúng ta còn lớn tới nữa e là thất phép. Lão già rồi nên lẩm cẩm phải không? Đám châu chấu cỏn con ấy có gì tài cán mà phải lường trước lường sau. Bao truyền lệnh ta đến lũ châu chấu ấy đi khỏi bãi lau ngay lập tức. Mọi người thấy rồi đấy, chúng ta đã nhân nhượng bọn khỉ rồi mà chúng vẫn còn hung hăng nạt nộ. Bây giờ tôi muốn nghe ý kiến của tất cả các anh em. Theo mọi người, chúng ta nên đi nơi khác cho yên thân hay đòi lại công bằng. Chúng ta không tranh giành gì với chúng nó, luôn khiêm tốn, nhưng không phải như thế là sợ hãi chúng nó. Đến nước này mà còn nhân nhượng chúng nữa thì không phải ôn hòa gì nữa mà là hèn nhát. Các bạn nói rất hợp với ý tôi, nhưng chúng ta không được gây sự trước. Chúng ta chỉ chống đánh đàn khỉ khi đàn khỉ tiến đánh. Thưa đại vương, thật tức không chịu nổi. Bọn châu chấu vẫn gan lì bám trụ bãi lao, nghĩa là tuyên chiến với chúng ta rồi. Chúng tôi sẽ đi tìm gậy thật to thật dài để đánh chết hết chúng nó. Chúng đậu ở đâu, ta đập thật mạnh, ắt chúng phải chết. Đúng vậy. Tuy chúng đông thật, nhưng chúng ta đập một cái là chết hàng chục con, rồi chúng sẽ chết hết và thất bại thôi. Được, cứ thế mà làm. Khiêng lão khỉ già đem nhốt lại, cái tội dám bàn lùi. Thưa Chúa, chúng đang sắm gậy gộc đánh chúng ta. Ta lớn không bằng ngón chân của chúng. Đánh chúng sao đây? Mọi người đừng sợ. Chúng ta không to lớn như chúng nó, nhưng trí thông minh thì ở cái đầu, chứ không phải thân xác. Ta sẽ dùng kế của khỉ để diệt khỉ. Quyết tâm diệt khỉ. Lũ cho cháu ương hèn, bao ló mặt ra. Chúng mày không chịu đi khỏi đây thì phải chịu chết. Chúng mày dám đậu vào đầu chúng tao à? Cảm ơn bác đã hú gọi anh em chúng tôi. Nếu không anh em chúng tôi đã đập chết nhau rồi. Châu Chấu đã tính toán được điểm yếu là xương trán, xương sọ và xương mũi của ta rất mỏng. Chúng đậu lên đó, nhưng khi chúng ta giơ gậy lên chúng bay ngay, để chúng ta đập chính vào đầu nhau. Giờ thì đã muộn để hối hận rồi. Con Dung xéo lắm cũng quằn, chê người hèn mọn biết mình ra sao. Chúng ta gieo gió nên gặp bão rồi. Sự tích hoa gạo. Chuyện kể rằng có chàng trai nghèo yêu cô sơn nữ xinh đẹp. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng họ quyết định lấy nhau trong sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Họ chuẩn bị cưới thì trời đổ mưa. Cơn giông ào ào kéo đến. Trời, sắp bão to rồi. Bão tới rồi, chạy thôi. Chạy thôi, bão rồi. Nước dâng cao rồi, lũ rồi. Chạy lên núi mau. Ông trời thật bất công với vợ chồng mình. Đúng ngày mình cưới thì lại bão lũ thế này. Thôi, dù sao mình vẫn còn sống. Ôi, nhà của tôi, thế này thì biết sống ở đâu, biết lấy gì mà ăn chứ. Cũng lạ thiệt, trời đang nắng nóng, thế mà đột nhiên có sấm chớp với mưa giông bão lũ được. Ông trời ơi, ông thật là bất công với những người nghèo khổ chúng con. Thế thì mọi người biết sống thế nào đây? Không được, ta phải lên trời hỏi rõ sự tình Ngọc Hoàng, đòi lại công bằng cho mọi người mới được. Nhưng chúng ta mới cưới, chàng đi xa như vậy, đường đi thì nguy hiểm, thiếp ở lại biết làm sao? Nàng yên tâm, ở nhà đã có mọi người bên cạnh đồng cam cộng khổ cùng nàng. Ta đi rồi sẽ sớm trở về. Tấm vải đỏ này sẽ chứng minh cho tấm lòng chung thủy của ta. Dù khó khăn gian khổ đến đâu, ta cũng sẽ vượt qua và nhanh chóng trở về bên nàng. Nàng hãy chờ ta nhé. Và thế là chàng trai ra đi tìm đường lên thiên đình để gặp Ngọc Hoàng, để hỏi rõ sự tình vì sao lại có bão lũ trong khi dân làng đang sống một cách yên bình. Đường đi gập ghềnh hiểm trở, chàng đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng khó khăn không ngăn nổi quyết tâm của chàng. Cuối cùng chàng đã tới được thiên đình và gặp được Ngọc Hoàng. Bẩm Ngọc Hoàng, trần gian mưa nắng thất thường, cuộc sống con người rất cực khổ. Con xin người xem xét lại, chỉ nên cho nắng mưa vào một mùa nhất định thôi, như thế con người sẽ bớt khổ. Trên thiên đình, ai trông coi việc nắng mưa vậy? Dạ bẩm, đó là thần sấm, nhưng thần vốn ham vui nên có nhiều lúc chểnh mãn ạ. Vậy à, cho gọi thần sấm tới, ta muốn hỏi rõ việc này. Dạ bẩm, xin Ngọc Hoàng minh xét quán việc nắng mưa cả trần gian rộng lớn như vậy, một mình thần không làm xuể, xin người giữ chàng trai này lại phụ giúp thần. Dạ, như vậy e không tiện ạ, con là người phàm, hơn nữa con vừa mới lấy vợ, nếu con ở lại, vợ con ở nhà biết làm sao ạ? Người vừa muốn việc nắng mưa dưới hạ giới đều đặn mà lại không chịu hy sinh một chút à? Dù sao, người cũng lên tới tận đây tìm Ngọc Hoàng. Có việc gì mà ngươi không làm được chứ? Nhưng xin Ngọc Hoàng nghĩ lại, con không thể để vợ con mòn mỏi chờ ở nhà được. Ý ta đã quyết không được trái lệnh. Ngươi ở dưới trần lên là người hiểu rõ tình hình dưới đó, hiểu rõ việc nên cho mưa nắng lúc nào. Nên ta nghĩ để ngươi giúp thần sấm là một việc sáng suốt. Ta hạ lệnh, từ nay ngươi phải ở trên thiên đình, làm thần mưa và phụ giúp thần sấm trong việc mưa nắng của trần gian. Cấm không được lơ là, nếu còn có ai ở hạ giới lên tấu việc nắng mưa thất thường, ta sẽ hỏi tội ngươi, nghe chưa? Và thế là quản việc mưa nắng dưới trần gian, Việc phải xa cách người vợ hiền của mình làm chàng buồn rầu, mỗi lần nhớ nàng, nước mắt chàng lại tuôn trào. Một ngày tháng 3, Ngọc Hoàng có chuyến chu du trần gian. Mọi việc đều làm cho Ngọc Hoàng hài lòng. Tuy nhiên, khi đi qua nơi ở của chàng trai là Thần Sấm, Ngọc Hoàng lại thấy buồn đến nao lòng với hình ảnh một cô gái tay buộc chỉ đỏ đang ngồi cạnh cây nêu buồn rầu, ngóng lên trời. Khi biết đó chính là vợ mới cưới của Thần Mưa, Ngọc Hoàng lấy làm cảm động. Ta rất tiếc vì câu chuyện tình buồn của hai ngươi. Tuy nhiên, Thần Mưa giờ đang làm tốt nhiệm vụ của mình, nên ta không thể để thần quay trở lại trần gian được. Ta sẽ cho ngươi một điều ước. Ngươi muốn gì nào? Nếu vậy, xin người biến cây nêu thành loài hoa có rễ bám sâu, thân thẳng, ngọn cao để thần có thể ngồi lên đó, nhìn thấy chàng, dải vải đỏ biến thành bông hoa để chàng nhận ra thần. Được, ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi. Và thế là ngày nào cô gái cũng lên cây ngồi, ngước đôi mắt long lanh nhìn về phía bầu trời trong xanh, chỉ với mong ước một lần, được một lần nhìn thấy chàng trai. Vậy là ta đã nhìn thấy chàng rồi, chàng vẫn khỏe mạnh như xưa, thế là ta mừng rồi, giờ ta có thể mãn nguyện đi theo chàng. Để tưởng nhớ cô gái và tỏ lòng tiếc thương với chuyện tình buồn của đôi trai gái, người dân xây mộ cô cạnh cây hoa và gọi hoa đó là hoa gạo, loài hoa đỏ rực như tình yêu nồng thắm của họ dành cho nhau. Cô gái và con ngựa. Ngày xưa, tại một thị trấn xa xôi nọ, có vị nam tước giàu có, đặc biệt yêu mến con ngựa bạch của mình. Các con, mau lại cả đây. Cha gọi chúng con ạ. Cha có việc phải đi xa. Cha không muốn để người lạ chăm sóc bạch mã, nên muốn giao phó cho ba con. Cha yên tâm, chúng con sẽ chăm sóc cho ngựa. Ăn đi, ta không chiều chuộng ngươi được như cha ta đâu. Mặc cho mày chết đói. Nước trong đây, ngựa uống đi. Đã như vậy thì từ giờ đến lúc cha về, cô đi mà cho ngựa ăn. Chị cũng muốn chăm ngựa lắm, nhưng nó chẳng ưa gì tụi chị. Vâng, em sẽ cố gắng. Cứ như vậy, cô Út ngày nào cũng chăm sóc ngựa chu đáo, trong khi hai cô chị thoải mái vui chơi. Cho đến một đêm mưa to gió lớn. Mưa to thế này sẽ tạt hết vào chuồng ngựa mất thôi. Nàng đừng sợ, ta chính là bạch mã mà nàng hàng ngày chăm sóc đây. Chàng là một thanh niên, sao có thể là bạch mã? Ta bị lời nguyền trong nửa thời gian sống phải biến thành ngựa phục dịch con người, trừ khi ta lấy được vợ là một cô gái hiền lành. Nhưng điều đó chẳng thể nào, vì mẹ ta chính là hung thần Deva, không ưa gì con người. Mẹ chàng là hung thần Deva, nàng sẽ không vì thế mà xa lánh ta chứ. Bao lâu nay, được thấy nàng mỗi ngày là niềm hạnh phúc của ta. Em sẽ luôn bên chàng sẽ không rời đi chứ. Ta sẽ không đi đâu cả, chỉ cần nàng hãy giữ bí mật về ta. Nàng hãy giữ lấy 3 sợi lông này, nếu chẳng may có biến trắc gì, hãy đốt chúng. Chúng ta đi chơi với những chàng trai ưu tú nhất vùng, nó thì suốt ngày quẩn quanh xó chuồng ngựa. Thật là lập dị. Tụi chị nhanh nhẹn nên mới quen được chàng trai tốt. Ru rú ở xó chuồng ngựa như cô, chỉ có lấy ngựa thôi. Hả? Chàng ấy là ai vậy? Đó là người yêu của em đấy, người mà các chị coi là ngựa đấy. Mình đã làm trái lời chàng dặn. Là lỗi của ta. Ta phải đi tìm chàng. Đã mấy ngày rồi, không thấy bóng dáng chàng đâu. Phải rồi, mình phải đốt một sợi lông bờm ngựa. Nàng đã làm trái lời ta dặn, giờ thì mọi việc sẽ thật khó khăn. Rừng này chính là lãnh địa của hung thần Deva, mẹ ta, nếu thấy nàng. Con dám lén lút giấu giếm ta, quen biết với một ả nữ nhân. Con xin mẹ hãy chấp nhận người con yêu thương. Con đã có gan dẫn ả tới đây rồi kia mà. Ta hứa sẽ không làm gì ả. Giờ thì giao ả cho ta. Nhưng mẹ phải giữ lời hứa. Nếu ả làm đúng yêu cầu của ta, con mau đi đi, ráng mà hoàn thành số giờ làm ngựa của con. Ngươi mà không làm đúng những gì ta bảo thì sẽ không giữ được mạng đâu. Nào, có dám không? Cháu nhất định sẽ làm được. Được lắm. Ngay bây giờ, hãy dọn sạch nhà cửa mà không lau chùi. Thế là mình sẽ dọn hay không dọn đây? Phải rồi, mình phải đốt sợi lông bờm ngựa thứ hai. Như vậy có nghĩa là nàng phải quét dọn sạch nhà cửa, nhưng ghế băng thì đừng lau. Em sẽ cố gắng. Ta phải đi ngay, kẻo mẹ biết. Con trai của ta đã chỉ cho ngươi. Cháu... Nướng cho ta một miếng bánh, một lát ta về phải có. Dạ. Mẹ chàng bảo em nướng bánh, nhưng trong nhà không có nguyên liệu. Mẹ không chịu buông tha cho chúng ta rồi, phải bỏ trốn thôi. Nguy rồi, mẹ ta đang tới rồi. Đứng lại cho ta. Cô gái này dù hiểm nguy cũng dám lao đầu vì con. Còn con thì thà chết cũng phải bảo vệ cô ta, phải không? Xin mẹ hãy tha cho nàng. Ta hung dữ như vậy cũng vì muốn con tìm thấy một người phụ nữ thật lòng yêu con. Bởi chỉ cần thất bại một lần trong tình yêu thì vĩnh viễn con phải làm ngựa. Giờ con đã thấy cô gái ấy rồi. Chúc mừng hai con. Chúng con cảm ơn mẹ. Vậy là chàng trai phá được lời nguyền. Hôn lễ giữa chàng và cô gái Úc hiền lành được tổ chức tưng bừng. Về phần hai cô chị, họ vẫn không khỏi sửng sốt khi chú Bạch Mã ngày nào lại là một thanh niên tuấn tú nhường ấy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé! Đốt rừng đuổi thú. Bắt lấy này. Tớ bắt được rồi đây. Cậu mai là có tớ hái hộ quả cho nhé, chứ chậm chạp như cậu thì làm được gì. Cảm ơn cậu, ước gì tớ cũng nhanh nhẹn như cậu. Tiếng gì thế nhỉ? Bọn mình đến xem đi. Hoàng hôn anh voi, hoàng hôn anh voi. Thì ra là anh voi. Tớ nghe nói hôm qua anh voi vừa dập được một đám cháy lớn đấy. Hoàng hôn anh voi. Anh voi giỏi quá. Mùa này hanh khô hay cháy, cũng may mà có anh voi. Mình chẳng làm được gì cả. Ước gì mình cũng có thể trở thành một lính cứu hỏa như anh voi nhỉ. Cậu làm sao có thể trở thành cứu hỏa được chứ? Cậu vừa chậm chạp, lại không thể mang được nhiều nước như anh voi. Cũng phải. Có chuyện gì vậy nhỉ? Cháy rồi, mau chạy đi mọi người ơi. Mọi người mau tránh sang để tôi chữa cháy. Bọn mình cũng tới giúp đi. Lửa cháy to quá. Không ổn rồi, lửa cháy to quá. Mọi người chạy về phía hồ nước mau. Tôi sẽ kiềm chế ngọn lửa lại. Cố lên, cố lên, cố lên. Nguy quá, tổ nhà chim vẫn còn ở trên đó. Bố mẹ chúng bay đi kiếm ăn xa, chỉ còn lũ chim non ở nhà. Chúng chưa biết bay, sẽ bị ngọn lửa thiêu cháy mất thôi. Anh voi, anh mau làm gì đó đi chứ. tôi chỉ có thể phun nước dập lửa, chứ đâu thể trèo lên cây cao như thế kia được. Anh gấu, bình thường tôi vẫn thấy anh leo trèo, lấy mật giỏi lắm kia mà. Ồ, tôi có thể trèo, nhưng lửa thế kia thì tôi sẽ thành tro mất thôi. Chưa kể móng vuốt của tôi có thể làm lũ chim non bị thương nữa. Bình thường chúng tôi có thể leo trèo, nhưng bây giờ lửa lớn thế kia sẽ cháy hết da của tôi thôi. Không nhẽ nhìn tổ chim cháy hết sao? Tội nghiệp quá. Tớ có thể trèo nhanh được, nhưng tớ sẽ bị cháy rụi mất thôi. Thế nên... Ồ, tớ sẽ làm đó. Cậu điên hả? Lửa đang to lắm, đến anh voi còn không dập được cái kìa. Ồ, Tê Tê dũng cảm quá. Cứu được mấy bé chim non rồi. Tê Tê, cậu cười lắm. Chạy mau, lửa cháy đến rồi. May quá, lửa tắt rồi. Tê Tê, cậu có sao không? Tớ không sao, tớ có áo giáp mà. Cảm ơn mọi người, cảm ơn anh voi đã cứu các con tôi. Nếu muốn cảm ơn thì anh chị hãy cảm ơn Tê Tê kìa. Chính em ấy đã dũng cảm cứu các con của anh chị đấy. Cảm ơn em nhiều lắm. Hoan hô Tê Tê, Tê Tê giỏi quá. Tê Tê giỏi quá, Tê Tê là người hùng. Ai cũng có thể trở thành người hùng nếu như chúng ta biết phát huy điểm mạnh của mình để giúp đỡ người khác. Thầy gấu phân minh. Con chào thầy gấu ạ. Dạ chào thầy, tôi đưa thỏ con đến lớp ạ. Có gì thầy chỉ dạy thêm cho cháu. Dạ, thầy để con lau bảng ạ. Ừ. Dạ, thấy thỏ con nói thầy dạo này hay bị ho, tôi có ít mật ong ngon biếu thầy để thầy chữa ho ạ. Cảm ơn cô thỏ, mẹ con cô thật tốt bụng. Là tiếng gầm của bác hổ, đi vào đi. Tha cho con đi mà. Thầy gấu đi rồi, tôi tin tưởng giao cháu nó cho thầy. Cứ tưởng thầy sẽ dạy dỗ nó điều hay lẽ phải, thế mà nó chỉ chuyên đi quậy phá rừng già, hung hãn bắt nạt các loài thú nhỏ hơn. Thế là thế nào? Chị cứ bình tĩnh, chúng ta từ từ nói chuyện. Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Các loài thú trong rừng đều đã dắt con đến tận nhà, phàn nàn với tôi về nó đấy. Thầy có biết tôi phải đối mặt vì nó thế nào không hả? Tất cả là tại thầy. Thầy gấu. Thầy gấu, tại sao con tôi theo học thầy mãi mà vẫn không bỏ được tật tham lam? Trời ơi, ai đời đi ăn liên hoan mà một mình nó xơi hết cả mâm của các bạn, làm tôi xấu hổ muốn độn thổ luôn à. Đâu có, con chỉ ăn có nửa mâm thôi mà. Lại còn cãi nữa à? À, thằng hổ con này cũng hay bắt nạt con tôi lắm nhé. Thầy phải tìm cách trị nó đi chứ. Con nhà chị thì hiền quá nhỉ. Thôi thôi, các chị bình tĩnh đã, đừng có cãi nhau nữa. Thầy gấu, thầy phải giải thích cho tôi. Nghe tiếng thầy trí tuệ nhất vùng nên tôi mới yên tâm gửi thằng cáo con cho thầy. Thế mà nó vẫn chứng nào tật nấy, khua môi múa mép, lừa gạt mọi người, nói dối không chớp mắt. Phải rồi, nó toàn lừa trộm hết đồ ăn vặt của cháu đây. Trời ơi là trời, to xác mà toàn để nó lừa là sao hả? Con chỉ nói đùa thôi mà, con có biết nói dối là gì đâu. Con chối, cậu nói dối như cuội. Lừa tớ trèo lên cây hái quả mấy lần rồi cưỡm hết quả chạy mất. Khỉ con đấy hả? Tại vì tớ thèm quá thôi. Nhưng mà... tớ đem chia cho sói con 10 quả thì nó lấy mất 9 quả rồi. Cáo con lại nói dối, cháu chỉ lấy có 8 quả thôi. Ôi thần rừng ơi. Còn thầy dạy dỗ khỉ con nhà tôi thế nào mà để nó suốt ngày trốn học, leo trèo nghịch phá cây rừng khắp nơi như thế. Nó sắp hái trọc hết cả quả dại trong rừng. Các bô lão đã mấy lần mắng tôi rồi đấy. Thầy gấu, thầy phải chịu trách nhiệm đi. Ôi thần rừng ơi. Thôi đủ rồi, các chị dừng lại hết đi. Hổ con, vì sao con lại hung hăng bắt nạt các bạn nhỏ yếu hơn? Con có biết thế là đất xấu không? Dạ có, nhưng mà mẹ vẫn bảo con, loài hổ chúng ta vô cùng dũng mãnh, loài nào nhìn thấy cũng phải sợ khiếp vía. và dặn con phải noi theo, không được làm xấu mặt loài hổ ạ. Cái này tôi... Rồi còn, tại sao lại tham lam, ích kỷ với các bạn như thế? Con có biết đó là sâu lắm không? Dạ có, nhưng ở nhà mẹ vẫn dặn con là trau chậm thì uống nước đục, không nhanh tay nhanh chân thì mọi người lấy hết phần ạ. Tôi... Thế còn Cao con, vì sao lại hay nói dối, lừa gạt các bạn? Như thế là rất xấu, con có biết không hả? Dạ có, nhưng mà mẹ vẫn dặn con. Họ nhà Cáo chúng ta nổi tiếng thông minh, lương lẹo, khéo léo và nhiều mưu trí nhất khu rừng. Mẹ lại dặn con phải phát huy trí tuệ và mồm mép họ nhà Cáo. Cứ lừa được ai thì lừa ạ. Thì... Còn khỉ con, tại sao con hay leo trèo quậy phá, bé cành vặt rồi ném lung tung như thế? Dạ có, nhưng ở nhà mẹ con dặn muốn khỏe mạnh, nhanh nhẹn thì phải chịu khó leo trèo, đánh đu như họ nhà khỉ chúng ta mới được. Con chỉ nghĩ là mình đang tập thể dục thôi ạ. Chuyện này... Thỏ con, ta cảm ơn con vì con đã giúp đỡ ta rất nhiều việc. Nào, hãy nói cho ta biết sao con lại biết những điều đó. Dạ, con học được điều đó từ mẹ con đó ạ. Mẹ luôn dặn con phải biết vâng lời, ngoan ngoãn, quan tâm đến các loài vật khác, biết chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Mẹ con cũng luôn làm như vậy, con rất yêu quý mẹ của con. Tôi chỉ cố gắng để con sống tự lập, sống có ích và được các loài vật trong rừng yêu quý thôi mà. Các chị thấy rồi đấy, các cháu chỉ là học và làm theo giống hết như lời nói và hành động của người lớn hàng ngày thôi. Bố mẹ các cháu chính là tấm gương để bọn trẻ học và bắt chước theo. Vì vậy, trước hết các anh chị phải là những tấm gương tốt cái đã. Hãy dạy bọn trẻ những điều tốt đẹp, đừng bôi đen chúng bằng những hành vi xấu hàng ngày. Chúng tôi hiểu rồi. Chắc mọi người đã nhận ra vai trò của gia đình trong việc giáo dục các em còn quan trọng hơn nhà trường rồi chứ. Mong các vị đừng bỏ mặc con em mình, giao phó toàn bộ trách nhiệm cho trường lớp. Hãy phối hợp với chúng tôi cùng giáo dục các con. Cảm ơn thầy Gấu ạ. Cảm ơn thầy Gấu ạ. Công chúa ếch. Các con thân yêu của ta, ta muốn các con hãy lấy vợ. Các con tới chỗ cánh đồng bắn một mũi tên rơi đúng nơi nào thì số phận các con sẽ ở chỗ đó. Dạ vâng, thưa phụ hoàng. Nghe lời vua cha, ba hoàng tử cùng nhau mỗi người bắn một phát tên. Mũi tên của hoàng tử cả rơi vào sân nhà của một vị công tước. Mũi tên của hoàng tử thứ hai lại rơi vào sân nhà của một thương gia giàu có. Chỉ còn lại một mũi tên của hoàng tử Úc, Ivan. Mũi tên của mình rơi ở đâu được nhỉ? Ếch ơi, ếch hãy trả cho ta mũi tên của ta nhé. Chàng hãy lấy thiếp làm vợ đi. Hả? Ếch biết nói ư? Nhưng làm sao ta có thể lấy ếch làm vợ được? Hãy tin lời thiếp, vì đó là số phận của chàng mà. Nhà vua liền tổ chức 3 lễ thành hôn cho 3 vị hoàng tử. Hoàng tử cả cưới cô con gái con vị công tước. Hoàng tử thứ hai cưới cô con gái của thương gia. Còn hoàng tử Ivan tội nghiệp thì vua cho cưới ếch làm vợ. Hôm nay, ta muốn xem những người vợ của các con, ai là người khéo léo nhất. Mỗi người sẽ may cho ta một chiếc áo và phải mang đến đây vào ngày mai. Chàng có chuyện gì không vui sao? Hãy nói tiếp nghe đi. Phụ hoàng ra lệnh cho ếch phải may cho người một chiếc áo. Ngày mai phải xong, mà nàng thì làm sao có thể... Hoàng tử Ivan à, xin chàng chớ có buồn lòng. Hoàng tử cứ đi ngủ đi. Chàng sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi tỉnh dậy. Các em hầu gái của ta đâu cả rồi? Hãy nhanh chân nhanh tay sửa soạn nào. Trong đêm nay, các em hãy may xong cho ta một chiếc áo đẹp như cái áo phụ hoàng ta đang mặc nhé. Một chiếc áo? Là vợ ta đã may nó sao? Ta phải mau chóng mang lên dân phụ hoàng. Đây chính là một chiếc áo mà ta mong muốn. Đường nét, hoa văn tinh tế mà sang trọng. Ta có thể mặc nó vào những dịp quan trọng. Cái con ếch vợ Ivan không phải tầm thường đâu. Nó chính là một mụ phù thủy đấy. Làm sao ếch có thể may được áo cơ chứ? Lần này các con về báo với các công nương của các con, làm bánh dâng lên ta sáng ngày mai. Ta muốn xem ai là người làm bếp giỏi nhất. Ếch ơi, phụ hoàng yêu cầu nàng phải làm một cái bánh, sáng mai dâng lên cho phụ hoàng. Hoàng tử, xin chàng chớ có buồn. Hoàng tử cứ đi ngủ đi, chàng sẽ thấy tốt hơn sau khi ngủ dậy. Các em hầu gái của ta đâu cả nào? Nhanh chân nhanh tay lên, chuẩn bị sẵn sàng cả đi. Các em hãy làm một cái bánh trắng thật ngon trong đêm nay nhé. Đây mới thật là cái bánh dùng để ăn trong những ngày lễ Tết. Vợ của con chính là người làm bếp giỏi nhất. Ngày mai, ta sẽ tổ chức đại tiệc. Các con hãy dắt theo vợ của mình đến cùng tham dự nhé. Chúng con xin vâng ạ. Ếch ơi, phụ hoàng ra lệnh cho ta sáng ngày mai cùng ếch đến tham dự một buổi tiệc. Làm sao ta có thể đem ếch đi chứ? Mọi người sẽ cười chê nàng mất. Hoàng tử chớ có sầu não như thế. Hoàng tử cứ đến dự tiệc trước. Thiếp sẽ đến gặp hoàng tử sau. Khi nào chàng nghe thấy một tiếng sấm nổ đinh tai thì xin chàng chớ sợ. Đó chính là lúc thiếp tới. Tại sao hoàng đệ không đưa vợ đến đây nhỉ? Cứ gói quách cô ta vào trong một cái khăn tay rồi mang đến cũng được chứ sao? Chuyện gì vậy? Xin mọi người chớ có sợ hãi. Đó là nàng ếch. Vợ của tôi đang tới đây. Chà, nàng ấy thật xinh đẹp. Nhìn cô ta làm gì kìa? Tại sao lại đổ rượu vào tay áo chứ? Chúng ta hãy làm theo cô ta. Chắc chắn sẽ có điều gì đó đặc biệt. Chà, kỳ diệu thật. Tuyệt đẹp. Đó là lý do nàng ta đổ rượu vào tay áo. Chúng ta cũng làm vậy đi. Các quan khách cũng sẽ ngưỡng mộ chúng ta. Các ngươi làm gì thế này? Muốn phá bữa tiệc sao? Ra ngoài cho ta. Công chúa của ta, nàng tìm gì vậy? Thiếp đang tìm tấm da ếch mà không thấy đâu cả. Ta thấy nó ở trong vườn và ta đã đốt nó đi rồi. Chàng nói sao? Chàng đã đốt nó rồi. Đúng vậy, nếu không có tấm da ếch thì nàng sẽ không thể biến trở lại thành ếch. Ta muốn nàng mãi như thế này ở bên ta. Sẽ mãi là người vợ xinh đẹp và tài giỏi của ta. Mới nhất nhé. Chú chó cắn quỷ. Ngày xưa có một ông thầy cúng tốt bụng tên là Jinneji. Ông thường đi khắp nơi để cầu phước và giải hạn cho mọi người. Một ngày, ông đi ngang qua một ngôi làng Kotoba. Ông không khỏi ngạc nhiên vì đang là vụ mùa mà không khí ở đây vô cùng ảm đạm. Đường phố không một bóng người. Khi đi sâu vào trong làng, ông bỗng nghe thấy tiếng khóc bi thương phát ra từ một ngôi nhà. Xin lỗi gia đình vì đã mạo muội. Tôi là thầy cúng đi ngang qua đây. Có thể cho tôi biết vì sao mọi người lại khóc không? 7 ngày nữa, chúng tôi phải làm lễ hiến tế thần linh ở trên núi. Vật tế hàng năm là một cô gái trẻ. Và năm nay đến lượt gia đình của tôi. Chúng tôi sẽ phải hy sinh cô con gái độc nhất của mình Thử hỏi sao không đau lòng được? Sao lại có luật hiến tế vô lý như thế được? Đó là vị thần nào thế? Chưa ai nhìn thấy vị thần đó. Chỉ biết rằng nếu không hiến tế thì giông tố sẽ kéo đến cuốn sạch mùa màng, cả làng sẽ bị chết đói. Mọi người hãy bình tĩnh. Từ nay đến lúc đó vẫn còn mấy ngày. Tôi sẽ đi tìm hiểu rõ sự tình. Nghe theo lời chỉ dẫn của cặp vợ chồng, Jin Nenchi quyết tâm đi đến ngọn núi nơi có thần linh trú ngụ. 2 ngày sau, Jin Nenchi đã lên tới ngôi đền đổ nát trên đỉnh núi. Hẳn đây là nơi trú ngụ của vị thần đó. Mình phải tìm chỗ nào trốn để nghe ngóng xem sao. À, hốc cây này được đây. Jin Nenchi liền chui vào hốc cây chờ đợi. Màn đêm dần buông xuống. Bỗng nhiên, những luồng gió rít gây rợn thổi vào ngôi đền. Cả ngôi đền vang lên tiếng nói ồn ào. Chúng bay đâu, tập hợp, đại vương sắp tới rồi. Bọn chúng rõ ràng là một lũ quỷ, đâu phải thần linh nào. Kính chào đại vương. Hôm nay tao tập trung chúng bay lại để thông báo một việc hệ trọng. Shibai Taro đã xuất hiện trở lại. Shibai Taro, hắn trở lại rồi sao? Đúng thế, nghe nói hắn đang ở Nagahami, không xa nơi này là bao. Chúng ta phải hết sức cẩn thận, không nên đụng độ với hắn. Các ngươi phải chú ý nghe ngóng. Nếu có tin tức gì lập tức báo lại ngay, rõ chưa? Rõ, thôi đại vương. Shibai Taro, có lẽ đây là vị cứu tinh của dân làng. Phải tìm bằng được người này. Có tiếng động. Chết rồi, chúng đang đuổi theo ngay phía sau. Bị lũ quỷ đuổi bắt, Jin Nenchi phải quấn cành lá lên mình, lẫn vào những bụi cây để tránh khỏi bọn chúng. Ngay khi rời khỏi ngọn núi đó, Jin Nenchi lập tức lên đường đến Nagahami. Đi đến đâu, ông cũng hỏi thăm về Shibai Taro, nhưng không một ai biết người này đang ở đâu. Dù vậy, ông không hề nản chí. Ông biết rằng mạng sống của một người vô tội đang phụ thuộc vào ông. Đến ngày thứ 6 vẫn không tìm được manh mối nào về Shibai Taro. Jin Nenchi vô cùng tuyệt vọng. Trong khi đó, lũ quỷ vẫn ráo riết truy lùng tung tích của ông. Quá mệt mỏi vì nhiều ngày không ăn không ngủ, Jin Nenchi đã thiếp đi lúc nào không hay. Trời trời, mình ngủ quên mất. Xin chào người bạn đồng hành. Nhìn ông rách rưới quá, chắc lâu rồi ông không có gì để ăn hả? Không phải tôi không có gì để ăn, mà là tôi đang đi tìm người, nên không còn thời gian để ăn uống gì nữa cả. Ông làm nghề ăn xin, chắc phải đi nhiều nơi rồi. Ông có nghe nói đến một người tên là Shibai Taro không? Shibai Taro, hình như tôi có nghe. Ông muốn tìm ông ta để làm gì? Có một ngôi làng đang bị quỷ dữ hoành hành. Chúng bắt những cô gái trẻ làm vật tế. Tôi nghe nói chúng chỉ sợ Shibai Taro mà thôi. Nhưng tôi đi tìm mãi mà không thấy ông ấy. Thời hạn sắp hết, tôi không cứu được cô gái ấy rồi. Ông đi đến quên ăn quên ngủ, không mà nguy hiểm để cứu một người hoàn toàn xa lạ như thế ư? Thấy người gặp nạn, sao tôi có thể không cứu được chứ? Tốt lắm, vì tấm lòng của ông, ta sẽ giúp ông toại nguyện. Chẳng lẽ người chính là Shibai Taro? Shibai Taro, vâng thưa chủ nhân. Ngày tế thần đã đến mà chưa thấy Jin Nenchi trở về. Cô gái tội nghiệp đành chấp nhận hy sinh làm vật tế thần. Khoan đã, tôi đã có cách cứu cô gái rồi. Năm nay lại được một bữa tươi ngon rồi đây. Hãy mau mau mở hòm để ta thưởng thức vật hiến tế nào. Chết rồi, là Shibai Taro, chạy mau. Shibai Taro đánh cho lũ quỷ bỏ chạy tan tác. Chẳng mấy chốc, tất cả bọn chúng đã bị tiêu diệt. Kể từ đó, dân làng Kotoba không bao giờ phải tế thần nữa. Họ sống vui vẻ, hạnh phúc mãi mãi. Còn thầy cúng Jin Nenchi lại tiếp tục lên đường giúp đỡ mọi người. Cất cao tiếng hát. Sau đây là phần dự thi của bé Ngọc Anh. Cô bé này xinh quá. Bạn ấy thật xinh, trắng bù cho mình. Tạm được, chồng chỉ xinh xắn thôi. Ôi, giọng thô quá. Và thí sinh cuối cùng của vòng 1. Cô bé này hát được đấy chứ, nhưng có vẻ không tự nhiên. Ồ, sao thế? Tự nhiên lại... Mời quý vị nghỉ trong ít phút trước khi bước vào vòng 2. Sao cháu lại ngồi một mình thế? Cháu nghĩ mình có đạt giải không? Cháu xấu thế này làm sao đoạt giải chứ? Đây là cuộc thi hát cơ mà. Bác đã xem cháu biểu diễn, giọng của cháu rất tốt. Nhưng khi hát, cháu lại cố mím miệng che đi hàm răng, nên đã làm mất đi giọng thật của mình. Răng hô thì có gì đáng xấu hổ chứ? Cháu phải quên đi tất cả, tập trung vào thể hiện bài hát. Đó là cách tốt nhất giấu đi nhược điểm của mình. Chào mừng quý vị trở lại với vòng 2 của cuộc thi. Ồ, cô bé răng hô kìa. Sao bây giờ hát hay thế? Với mỗi khuyết điểm bạn phải chịu đựng. Nhiều khi bạn cũng được chúc phúc để vượt qua thách thức ấy. Những điều thầy dặn. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tính tương cận, tập tương viễn. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tính tương cận, tập tương viễn. Tử bất học, phi sở nghi. Ấu bất học, lão hà vi. Tử bất học, phi sở nghi. Ấu bất học, lão hà vi. Nhanh lên, không sư thầy lại quở. Sư thầy đâu rồi nhỉ? Mọi khi sư thầy lúc nào cũng ngồi chờ sẵn chúng ta cơ mà. Mà sao hôm nay sân chùa lại đầy lá thế kia? Hai cậu nhỏ, giờ này còn tính tới học sao? Sư thầy ốm, nằm liệt giường mấy hôm nay rồi. Sao? Thầy ơi, thầy sao vậy? Thầy ơi, thầy ơi! Hai con, đến rồi à? Ta mong các con mãi. Ta chắc không qua khỏi. Thầy ơi, thầy đừng nói vậy. Chúng con sẽ chăm sóc cho thầy. Phải đấy, thầy sẽ mau khỏi bệnh mà. Thầy còn phải dạy chúng con đọc sách nữa chứ. Ta biết trong người thế nào mà. Ta có cuốn sách này, tặng lại cho hai trò. Hai trò hãy giữ gìn cẩn thận và đọc cho thật thấu. Thầy ơi, chúng con cảm ơn thầy. Đây là cuốn sách rất quý, ta giữ theo bên mình đã lâu. Trong này có những điều còn quý hơn cả vàng bạc châu báu. Các con hãy nhớ kỹ lời ta, cố gắng chăm chỉ đọc sách, rồi sẽ có lúc tìm thấy. Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy mất đi, từ giờ chẳng còn ai dạy chúng mình đọc sách nữa. May mà thầy cho chúng ta cuốn sách này. Có cuốn sách, cậu còn lo gì nữa chứ? Chẳng phải thầy đã nói, trong cuốn sách này còn có cả những thứ quý hơn vàng bạc châu báu đấy sao? Để mình xem nào. Sao mình chẳng thấy gì cả? Toàn chữ là chữ. Quái lạ, không có lẽ... Thôi, cho cậu đấy, mình chẳng cần. Mình đi chơi đây. Tèo. Loa loa loa, Trạng Nguyên về Vinh Quy bái tổ, mọi người mau dẹp đường. Ồ, Trạng Nguyên ư? Mình phải đi xem mới được. chẳng phải là thằng Tý sao? Này, anh muốn chết à? Ai cho anh gọi Trạng Nguyên như thế? Nào, Trạng Nguyên đi qua mà còn đứng ngay ra thế à? Có thích chết không thì báo, dẹp vào. Trời ơi, không lẽ điều mà sư thầy năm xưa nói giờ đã thành sự thật rồi sao? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé! Mẹ con mèo hoang. Lũ chó ấy đúng là hung dữ quá mà. Con cáo kia chắc gặp chuyện chẳng lành rồi. Buổi sáng sớm mới thoải mái làm sao. Ôi, cái gì thế? Ôi, tội nghiệp đứa trẻ này làm sao. Mẹ nó chắc là cô cáo hôm qua rồi. Chẳng biết số phận cô ấy ra sao nữa. Để cho em ấy cùng sống chung với chúng ta nhé các con. Ít lâu sau. Các anh ơi. Các anh cho em chơi với. Chơi gì mà chơi? Ai cho cậu chơi cùng chứ? Sao thế? Các anh chơi vui vẻ với nhau. Em cũng chỉ muốn chơi cùng thôi mà. Nhìn cậu tay to đuôi to, chẳng giống gì chúng tôi cả. Cậu đâu phải do mẹ chúng tôi sinh ra đâu. Đúng thế, trông cậu ấy chẳng giống mẹ bà chúng ta gì cả anh nhỉ. Đúng là anh em mình nhìn cũng khác nhau thật. Nhưng mẹ vẫn gọi chúng ta là ba anh em mà. Vậy chúng ta vẫn là ba anh em, phải không các anh? Anh em cái gì chứ? Thôi được, phải để thử xem đã. Thế thì cùng chơi trèo cây đi. Xem anh đây. Yeah, yeah. Ôi, anh giỏi quá, giỏi quá. Giờ tới em nha. Đến lượt em. À. Cười chết mất. Xem nó trèo kìa. Đấy, em thấy chưa? Nó không biết trèo cây thế mà đòi làm anh em với mình. Rõ là khác nhau xa mà. Tốt hơn hết là nó nên tự đi tìm ai giống nó mà chơi đi. Kệ nó, chúng ta đi chơi thôi. Theo anh nào. Nhanh lên, chúng ta thử qua bên này chơi. Em thấy đi trên cây cầu này chẳng an toàn gì cả. Em cũng sợ nước lắm. Hay là mình vòng về đi anh. Sao em lại nhát gan thế nhỉ? Lại đây đi. Không, không. Em sợ lắm. Không, em không đi đâu. Đi đi. À. Ôi. À. À. Cứu. Trời ơi, có ai cứu anh tôi với. Cứu với. Cứu với. Em đến cứu anh đi. Anh ơi, cố lên nào, cố lên. Này anh em có sao không? Cảm ơn. Cho anh xin lỗi nha. Anh đã đối xử không tốt với em. Nhưng em vẫn coi anh là anh của em. Không giận anh. Và còn cứu anh nữa. Từ nay anh sẽ đối xử tốt với em hơn. À, hay quá. Vậy là từ nay anh sẽ là người anh thật sự của em rồi. Có phải không? Ừ, đúng thế. Chúng ta cùng về nhà thôi. Chắc mẹ đang chờ ba anh em mình đấy. Vâng ạ, à, đi thôi. Con dơi ba phải. Trời ơi, suốt ngày cứ đánh nhau liên miên, loài thú với loài chim, không biết phe nào thắng đây. Thôi kệ, mình chẳng hơi đâu mà tham gia, lỡ một cái thì toi mạng. Để rồi xem, từ giờ bọn chúng còn dám nghênh ngang như trước nữa không. Có chuyện gì thế nhỉ? Chưa bao giờ tôi thấy một trận kịch chiến gây cấn đến như vậy. Chà, thủ lĩnh các loài chim tài quá. Phải, giờ thì loài thú chỉ có cách xấu hổ mà rời bỏ khỏi khu rừng thôi. À, ra thế. Thì ra là loài chim vừa chiến thắng loài thú trong một trận kịch chiến vừa rồi. Như vậy mình phải là chim. Chào ngài chim ưng, thủ lĩnh các loài chim trong khu rừng này. Ngươi là... Dạ, mới nghe tin bên loài chim chúng ta vừa chiến thắng thú trong một trận kịch chiến. Hôm nay tôi đến để chúc mừng chiến thắng của loài chim chúng ta và muốn gửi đến ngài sự ngưỡng mộ của tôi, thưa ngài. Loài chim chúng ta ư? Cậu cùng loài với chúng tôi? Dạ vâng, đúng là như vậy. Ngài hãy nhìn xem, tôi có thể bay cao lên không trung, dùng mỏ quắp mồi, tôi có cánh. Ngài hãy xem đây. Khá lắm, cậu đích thị là loài chim chúng tôi rồi, không phải nghi ngờ gì nữa. Tôi đã nói mà, bây giờ chúng ta hãy hiệp lực, đoàn kết để lùi loài thú ra khỏi khu rừng này, thưa ngài. Bọn chúng thật xấu xa, bao phen bắt nạt loài chim chúng ta, thưa ngài. Được, được lắm. Không hay rồi, anh dơi ơi. Sao vậy? Loài thú trong rừng vừa liên kết với cả những loài thú rừng bên kia nữa. Chúng ta đang gặp nguy hiểm rồi. Vậy sao? Thủ lĩnh loài chim ra lệnh tập hợp loài chim cả rừng để bàn kế hoạch chống lại loài thú. Anh đi luôn nhé. Bây giờ thế lực loài thú mạnh như thế, ta dạy gì mà theo loài chim nữa. Nhưng mà Vành khuyên này, tôi đâu có thuộc loài chim, tôi là loài thú cơ mà. Loài chim vừa nhỏ bé vừa yếu ớt, thì làm sao mà địch lại được với loài thú chúng tôi chứ? Hả? Anh là loài thú? Tôi không ngờ anh lại xấu xa đến vậy. Anh đã phản bội loài chim chúng tôi để đi theo loài thú hay sao? Được, để tôi đi báo với thủ lĩnh chim ưng. Dạ, chào ngài. Người đến đây có chuyện gì? Dạ, tôi là cư dân của khu rừng này. Được biết tin loài thú mới chiến thắng giòn giã trước loài chim. Tôi muốn qua để chúc mừng ngài. Mừng ta ư? Dạ vâng, dù gì chúng ta cũng cùng một loài. Chúng ta sẽ cùng hiệp lực lại với nhau để cùng đánh dạt loài chim ra khỏi khu rừng này, thưa ngài. Cùng một loài ư? Dạ, ngài xem, tôi cũng có 4 chân giống như loài thú các ngài nè. Mong ước của ngươi không phải loài thú, cũng chẳng phải loài chim, chẳng có loài nào như ngươi cả. Ngài nói gì lạ vậy? Tôi là loài thú. Kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy, không có trách nhiệm với tập thể như nhà ngươi, không xứng đáng được kết nạp vào loài nào. Ngươi hãy cút khỏi đây trước khi ta nổi giận. Con thú nhơ bẩn kia, khi loài thú thua trận, ngươi đã nhập vào loài chim, hết lời nói xấu loài thú. Còn khi nghe loài thú thắng trận, ngươi lại tự nhận mình thuộc loài thú là sao? Chúng ta đã giảng hòa, cùng chung sống trong khu rừng này. Loài trên trời, loài dưới đất, không có kẻ thắng, người thua nào hết. Chỉ có ngươi, hãy chiến đấu với bản thân mình đi. Quan xử kiện. Chú mày xem ra hãy còn dư sức lắm. Thật may cho ta có chú mày, không thì trời nắng thế này ta chết mất. Không biết mình có trụ nổi không đây. Nắng thế này mà không có một bóng cây nghỉ ngơi lấy sức chứ. Người kia như có vẻ say nắng, sao lại đi bộ dưới trời nắng trên con đường trơ trụi này nhỉ? Này ông, đi đâu mà lại cuốc bộ một mình trên con đường nắng gắt thế này chứ? Tôi có việc phải lên huyện gấp. Đường lên huyện còn khá xa, trông ông mệt mỏi lắm rồi. Hay ông lên ngồi với tôi cho đỡ mệt. Thật ư? Ông tốt quá, tôi cảm ơn ông nhiều. Vậy ông cho tôi đi nhờ nhé. Chà, con ngựa đẹp quá. Ông cần xuống chỗ nào để tôi dừng ngựa? Ngựa này của tôi muốn xuống đâu mà chả được. Ông nói sao? Ngựa nào của ông? Ông xuống ngựa đi, tôi phải đi có việc. Con ngựa của tôi, ông mới là người phải xuống. Ai bảo ông vậy? Ai làm chứng cho ông chứ? Tài giỏi như quan huyện này cũng chẳng thể xử được cho con ngựa này thuộc về ông đâu. Đồ vô ơn bạc nghĩa. Tôi thương ông vất vả cho ông đi nhờ ngựa, bây giờ ông trở mặt cướp ngựa của tôi hay sao? Được, bây giờ cùng đến nhờ quan huyện phân xử. Được, hãy đến đó xem, ta sợ gì chứ. Dạ thưa quan huyện, người này giả vờ mua dầu của tôi. Khi tôi dở túi tiền ra thì anh ta liền giật lấy và nhận là của mình ạ. Thưa ngài, anh ta bịa đặt đấy ạ. Tôi đến mua dầu, khi vừa dở túi tiền ra thì anh ta đã vội giằng lấy và nhận là của mình. Vậy các người có bằng chứng gì chứng minh túi bạc đó là của mình không? Tôi có thể tả chi tiết chiếc túi. Tôi cũng vậy. Thôi được rồi, hãy để túi tiền lên chiếc khay kia. Còn hai người kia, có chuyện gì vậy? Dạ thưa quan, tôi cho anh ta đi nhờ ngựa, không ngờ anh ta lại trở mặt nhận nó là ngựa của mình rồi đuổi tôi xuống. Dạ, oan cho tôi quá. Ngựa là của tôi thưa quan, tôi mới là người cho anh ta đi nhờ. Ta đã nghe rõ hai sự việc. Lính đâu? Dắt ngựa buộc ra sau vườn. Lính đâu? Hãy bắt tên bán dầu tham lam và tên vong ơn đòi cướp ngựa của Tư Lâm lại cho ta. Ông xử kiểu gì mà lạ vậy? Tôi không phục. Được, lính đâu? Hãy cho hắn nhìn vào chậu nước mà ta đã thả bạc vào đó, để hắn mở to mắt ra mà nhìn. Làm gì có chút ván dầu nào nổi lên mà ngươi dám nhận là của mình chứ? Ngươi hãy mang tiền của mình về đi. Dạ, đa tạ quan lớn sáng suốt ạ. Dạ bẩm quan, vụ xử tiền quá là đúng. Nhưng còn tôi, oan cho tôi quá thưa quan. Làm sao mà ngài lại cho rằng con ngựa kia không phải là của tôi cơ chứ? Ngươi vẫn còn ngoan cố sao? Ta đã chứng kiến tất cả sự việc. Khi ngươi và Tư Lâm xuất hiện trong vườn một cách bất ngờ, ánh mắt con ngựa đâu có nhìn ngươi. Nó nhìn Tư Lâm một cách mừng rỡ, rồi tiến về phía anh ta. Tình cảm ấy ngươi làm sao có được chứ? Con ngựa đó đích thị là của Tư Lâm. Ngươi chỉ là một kẻ vong ơn bội nghĩa, tham lam xấu xa mà thôi. Hãy lĩnh đòn rồi nộp tiền phạt đi nhé. Còn Tư Lâm, anh hãy nhận ngựa rồi ra về. Cảm ơn ngài, ngài thật là sáng suốt. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao danh tiếng của ngài lại vang xa đến thế ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.